Đây là mì Quảng của mình nè, ngon ghê chưa? Ở đây là tất cả những nguyên liệu mình cần có để mình làm cái món này. Mình gồm có gà nè, có sườn heo, có củ hành, có hành tím, có củ nén, có ớt. Đây là cái củ nén hay còn gọi là hành tăm. Rồi có tỏi nữa. Ở đây là 200 g tôm, mình sẽ sử dụng tôm thẻ hay là tôm tép bạc đó để mình ăn luôn cái vỏ cho nó mềm. Cái món này thì cần có cái củ nghệ. Nếu mình không có thì có thể sử dụng nghệ bột, nhưng mà củ nghệ thì ngon hơn. Ở đây là nghệ sắc lát mình khuyên cho đông đá đó. Mình cho đông đá để khi nào mình cần ăn thì mình có. Ở đây là gà, mình sử dụng gà súp tươi. Ngoài ra mình có hành lá, có bánh tráng, rau ăn kèm thì có húng lủi, có giá. Thêm nữa là bắp cải nên mình bào, mình làm rau ăn kèm luôn. Ngoài ra thì mình còn có cái dầu màu điều. Thì cái dầu này mình có từ cái hạt điều đó, mình phi ra để mình có cái dầu màu điều. Mình có thể mua cái xương cũng được. À, đây là cái xương sườn. Mình khuyên cắt bằng cái kéo này luôn, nó rất là bén bởi vì cái này cái sụn đó. Dĩ nhiên là mình khuyên không cắt ngay được cái xương đâu, chỉ cắt ngay cái khớp xương thôi. Nếu mà ngay cái xương thì mình cắt không được, mình chỉ cắt cái chỗ khớp xương thôi, và cắt thôi cho nó nhỏ nhỏ ra. Lần lượt mình cắt hết cái xương này ra. Mình có thể nấu với gà hoặc là cũng có thể nấu với lại thịt ba rọi luôn. Sau khi mình cắt sườn xong, mình sẽ cắt gà, rồi mình sẽ ướp gia vị luôn nha. Củ nén nè, củ hành nè, mình sẽ băm nhuyễn hoặc là mình cũng có thể cho vào máy xay mình xay, nếu như mà mình có máy xay nha. Mình khuyên cho vào máy xay cho nó nhanh. Mình ấn thả khoảng 3-4 lần thì cái này nó xong. Mình xay ra như thế này, nó nhuyễn ra như vậy là vừa. Tiếp theo là 5 g nghệ, mình sẽ xay luôn. Nếu như mà mình không có máy xay thì mình cũng có thể bằm nhuyễn nha. Mình khuyên xay như thế này cho nó nhuyễn và nó ngon nè. Ở đây là mình có sườn rồi nè. Bây giờ bước tiếp theo là mình ướp nha. Mình cho 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường. Mình khuyên đang ướp cho 700 g thịt sườn, 1 muỗng canh nước mắm ngon. 1 muỗng canh nó khoảng 8 ml á, 1/3 muỗng cà phê tiêu. Mình cho 1 chút xíu hành, 1 chút xíu tỏi, 1 chút xíu củ nén. Mình chừa lại ở đây mình sẽ ướp 3 lần và mình còn phi nữa. Củ nén mình khuyên sử dụng 100 g đó. Và mình trộn đều cái này lại. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây thêm 1 chút xíu cái nghệ cho nó có cái màu vàng. Và mình sẽ ướp ít nhất là 10 phút thì mình mới đi nấu cái này. Ở đây là 600 g gà. Mình cho 1 chút xíu nghệ thôi. Củ hành cũng 1 chút luôn, tỏi 1 chút. Và củ nén cũng 1 chút xíu luôn, khoảng 1 muỗng canh củ nén đó. 1 muỗng canh đường. 1 muỗng cà phê đường, hồi nãy mình khuyên cho nói lộn đó. 1/2 muỗng cà phê muối. 1 muỗng cà phê hạt nêm. Chút xíu tiêu. Tiếp theo mình sẽ cho 1 muỗng canh nước mắm. Trộn đều và mình cũng ướp ở đây luôn. Khi mà mình ăn thì cái món ăn này mình không cho nhiều nước, do đó mình cần nó đậm đà. Quay qua bên đây mình sẽ ướp cái tôm này. Nhưng mà trước khi ướp thì mình khuyên phải đi bỏ nước, bởi vì đây là cái tôm đông đá nè. Nó ra nước nè, mình cần làm khô. Với 200 g tôm thì mình sẽ nêm vào đây 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê đường, chút xíu muối thôi, khoảng 1/4 đến 1/6 cái muỗng cà phê muối. Và trong cái tôm mình sẽ không nêm nước mắm. Nguyên cho 1 chút xíu tiêu. Lưu ý là mình nhớ là không có ướp tôm với lại nước mắm. Tôm sẽ bị khai khi mà mình nêm nước mắm đó. Tiếp theo mình sẽ cho 1 chút xíu tỏi, 1 chút xíu
củ hành, một chút xíu củ nén, vẫn chưa lại bên đây. Và đặc biệt là với tôm, mình sẽ cho cái dầu màu điều cho cái tôm nó có màu đỏ. Cho vào 2 muỗng cà phê dầu màu điều. Và mình chưa ở đây khoảng 1 đến 2 muỗng canh, một chút mình cho lên trên. Sau khi mình nấu xong, mình sẽ trộn đều cái tôm này lại. Và mình cũng ướp luôn. Tất cả mình đã sẵn sàng, bây giờ mình sẽ đi nấu cái phần thịt. Đầu tiên thì mình khuyên sẽ cho vào đây cái dầu phộng. Nếu như mà mình có dầu phộng thì mình cho, còn mình không có dầu phộng mình cũng có thể cho dầu ăn khác. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh dầu phộng nha. Tiếp theo sẽ cho 1 muỗng cà phê cái củ hành tím nè. Một chút xíu tỏi nè. Và một chút xíu củ nén. Mình xào cho cái này nó thơm lên. Sau khi nó vàng thơm rồi thì mình cho toàn bộ cái xương heo nè, gần heo cho mình xào. Mình sẽ đảo cho cái xương này nó sạch và săn lên. Cái săn có nghĩa là cái bên ngoài đó nó bị chín tái đi á, nó hơi rám rám lên. Cho vào đây 1 lít nước sôi. Bây giờ mình khuyên sẽ đậy nắp lại và nấu. Mình khuyên nấu riêng ra bởi vì cái này nó lâu chín hơn là thịt gà. Mà tiếp theo thì mình sẽ xào cái tôm. Xào cho cái tôm này nó săn lại và nó lên cái màu đỏ của gạch tôm. Mình xào đến khi mình nhìn thấy con tôm nó cong lại là nó chín. Mình chỉ xào sơ thôi, mình không xào kỹ. Tại vì một chút mình còn nấu nữa. Lúc mình nấu cái nồi sườn bên kia, bên đây mình sẽ cho vào trong cái chảo 1 muỗng canh dầu. Mình sẽ cho toàn bộ cái nghệ lúc nãy vào trong chảo luôn để mình làm cho nó ra màu nghệ nha. Tiếp theo thì mình sẽ đổ toàn bộ cái gà này luôn. Mình xào cho đến khi cái gà này nó săn lại để cho nó ngấm gia vị. Và nhớ là mình lưu ý sẽ xào với lửa lớn, thật là lớn luôn, cho gà nó ngấm gia vị nó chín nha. Sau khi mình xào và mình thấy gà nó chín hết bên ngoài rồi, mình sẽ cho vào trong cái nồi ở bên đây. Quay qua bên đây mình sẽ đổ toàn bộ vào trong cái nồi xương này. Cẩn thận coi chừng nó văng á. Này nó có màu nghệ nè, dính dữ lắm. Do là gà nó nhanh chín hơn là sườn, do đó mình hầm sườn trước. Khi mình cho gà vô, mình nhìn mình thấy như thế này nè, mình sẽ đổ nước vô thêm cho nó đầy lên. Mình cho nửa lít nữa để cho nó cao lên khoảng một lóng tay của mình đó. Do là cái món ăn này là món không có nhiều nước, cho nó gà mình nấu nó sẽ xăm xắp thôi. Và nó cao hơn khoảng 1cm hoặc là một cái lóng tay của mình đó. Bao nhiêu đây là vừa rồi nè. Và mình sẽ đậy nắp lại. Mình nấu trong vòng 20 phút thì gà này nó chín, cùng với lại sườn cũng chín luôn. Bây giờ quay qua bên đây mình sẽ cắt hành, mình chuẩn bị rau. Và cũng như là mình làm cái bánh phở nha. Mình làm cái bánh mì Quảng đó. Sử dụng cái đồ bào, mình sẽ bào cái, đây là bắp cải. Nếu như mà mình có cái đồ bào giống mình khuyên thì mình lấy ra mình bào nha. Một cái bắp cải to như thế này, có thể mình sẽ bào trong vòng 2 phút thì sau mình sẽ sử dụng để bào cái bắp cải này để mình làm rau. Đây, như thế này nè. Mình bào mỏng mỏng như thế này, nếu không có thì mình có thể sử dụng dao nha. Đầu tiên là mình khuyên sử dụng 200g bột bánh cuốn. Bột bánh cuốn Vĩnh Thuận. Đây là tinh bột năng, mình sử dụng 100g. Tiếp theo là bột. Đây là rice powder, hay là còn gọi là bột tinh bột mì. Tinh bột mì chứ không phải là tinh bột phơi mì. Mình sử dụng 100g luôn. Kế đến là tinh bột khoai tây, mình cho 100g.
Mình cân cho đúng nha. Bởi vì chỉ cần thêm một chút, bớt một chút là cái lượng nước nó phải thay đổi. Tiếp theo này, đây là xanh thanh gâm. Xanh thanh gâm hôm trước mình Quyên chia sẻ rồi. Mình sẽ sử dụng một muỗng cà phê vuông, tức là 6 gram, và 1/3 muỗng cà phê tinh bột nghệ, hay là mình sử dụng khoảng 2 gram thôi. Tiếp theo là một muỗng cà phê muối. Và bây giờ mình khuyên đi nấu một nồi nước sôi. Khi nước sôi sùng sục, mình sẽ đông vào đây 250ml. Lưu ý là nước phải sôi sùng sục và cái đồ đông của mình nên sử dụng đồ inox để nó giữ được nhiệt đó. Và nhớ là đông đúng. Bật máy lên và giữ. Khi máy bắt đầu chạy thì mình chế nước này vô. Mình viên để lại gần cho dễ nhìn thấy nha. Mình sẽ chế nhanh và chế đều. Trong vòng 10 giây thì cái này phải xong. Bởi vì nó cần nước sôi thật là sôi để hồ hóa cái bột đó. Mình chế lâu quá nó bị nhão đó, do cái bột nó không được chín. Mà nếu nhanh quá thì nó sẽ chạy vô cái trục bên trong, nó làm cho bị hư máy. Và bây giờ thì xong rồi nè. Mình sẽ chờ cho cái này nó nhào trộn 3 phút xong thì nó ép ra. Để đỡ tốn thời gian xem thì mình khuyên tắt máy nha. Một chút xíu nữa khi nó ép ra thì mình quay trở lại. Và khi máy trụng đủ 3 phút chuẩn bị dừng, mình sẽ bấm ngưng. Mình dùng một cái gì đó mình vét cái bột xuống cho nó đều, vì nó có thể không đều do là mình trộn hôm nay nửa ký thì nó hơi đầy đó. Mình vét xuống nha. Rồi để lại tiếp tục. À, mình sẽ bấm cho nó chạy tiếp để nó ép ra. À, bây giờ quay máy xuống để nhìn thấy chuẩn bị ép ra đây. Tùy thích mình có thể làm khuôn nhỏ hoặc là khuôn lớn. Hôm nay mình khuyên làm khuôn nhỏ nè. Đây là khuôn hủ tiếu. Nếu như mà mình thích làm khuôn lớn thì cũng có thể làm khuôn lớn luôn. Đây, khi mà nó ép ra thì nó rời như thế này là đúng nè. Còn nếu như giả sử mà ép ra nó không rời đó, nó dính chùm chùm lại đó, thì mình sẽ phải cho vô và mình cho thêm một chút xíu bột. À, nếu như mà nó bị răng cưa thì nó khô thì mình lại cho nước. Còn như thế này là vừa. À, mình khuyên tiếp tục cho nó ép ra và mình đợi ép đủ khoảng 40cm thì mình cắt đi nha. Và mình khuyên muốn để cho anh chị em và các bạn nhìn thấy ở đây như thế này rất là ngon luôn. Và tiếp tục để cho máy ép ở đây đến khi nào xong thì mình sẽ đi trộn. Bây giờ thì mình khuyên đi bắt một nồi nước lên, nồi nước thật là nhiều, nó khoảng 4 lít để cho nó không có bị dính chùm, nó không bị nhão cái bánh mì quảng này nha, hay là bánh phở hay là bún cũng vậy nữa. Mình trộn nhiều nước, tổng cộng là nửa ký bột mình ra được bao nhiêu đây mì. Bây giờ mình khuyên sẽ đi trộn nha. Để trộn phở, bún hay là hủ tiếu, mì quảng thì mình nhớ nước phải sôi ngùn ngụt luôn để nó không có bị dính chùm lại đó. Và mình cho vô. Lưu ý là mình sẽ cho một nửa, là đừng có cho hết. Cho hết một lần đó thì nó dính lại. Mình cho một nửa thôi, thả từ từ xuống. Và nước mình mở lửa cho thật là lớn để cho nước nó sôi ngùn ngụt lên. Mì rất là ngon, nó tơi ra nè. Đó, rất ngon luôn. Đợi cho mì này nó nổi lên hết rồi, mình dùng đũa mình đẩy qua, mình đảo sơ cho nó chờ nổi lên nè.
Và mình sẽ chuẩn bị sẵn một cái thau nước thật là lạnh, mình cho vô luôn nha. Và khoảng 3 phút thì cái mì này nó chín hoàn toàn rồi. Quyên vớt ra nè, cho vào trong cái thau nước lạnh để cho cái sợi mì nó cứng lại. Màu rất là đẹp luôn. Và khi mình trộn, mình nhìn vào trong đây mình thấy cái nồi nước nó trong nè, như vậy là đúng rồi. Còn nếu mà mình thấy nó đục có nghĩa là cái bún của mình nó sẽ bị nhão đó. Tiếp tục mình sẽ chờ cho nước sôi trở lại và lại cho cái này vô. Cho từ từ thôi. Mình cho một lúc nó dính một cái chùm lại luôn đó. Có một số bạn gặp trường hợp đó là sau khi bún ép ra, phở ép ra rất ngon, nhưng mà nó lúc mà mình trộn đó thì nó dính chùm lại. Và cũng có tham khảo ý kiến thì mình khuyên muốn chia sẻ hôm nay đó là mình nhớ nè, mình luộc. Sau khi luộc mình nhìn vào trong cái nồi nước mà mình thấy nó đục là mình đã luộc sai. Ép bún, công thức ép bún là cũng là một cái quan trọng, nhưng mà mình trộn bún cũng rất là quan trọng luôn, để cho bún đó, hay là mì nó có rời ra ngon hay không đó. Đây, nước nó trong như thế này là đúng nha. Và mình sẽ trộn trong vòng 2 phút nữa, tổng thời gian trộn cái sợi mì này cũng là 3 phút. Và bây giờ đủ giờ rồi. Mì này đã chín rồi đó. Mình khuyên tắt bếp nha. Và cũng vớt ra luôn. Mình có thể làm sợi mì to tùy thích nha. Quen thích cái mì vừa thôi, giống như là cái cọng hủ tiếu. Đó, nó chỉ có một cái cọng ngắn như thế này trong đây thôi. Còn bao nhiêu là dính lại hết á. Nó dài hết, nó không có bị vụn đó. Và bây giờ thì mình sẽ đi rửa qua nước lạnh cái mì này. Mì Quảng của mình khuyên ở đây đã xong rồi nè. Chỉ cần 30 phút thôi, tại nhà mình đã có thể làm được mì Quảng rồi. À, mình sẽ trộn cái dầu vô, cái dầu hành đó, mình trộn vô cho nó đừng có dính lại. Và mình chuẩn bị qua cái nồi nhân của mình bên kia. Mì này sau khi mình trộn một chút xíu dầu đậu phộng hoặc là cái dầu hành vô nè, nó tơi ra rất là ngon luôn, màu rất là đẹp. À, tiếp theo mình khuyên sẽ đi nướng cái bánh tráng này. Mình sẽ cho vào lò vi sóng microwave hay là microwave, mình bấm 1.5 phút, công suất là 1000W thì nó sẽ ra được một cái bánh tráng như thế này. Đây, mình khuyên vừa làm xong một cái nè, bây giờ thêm một cái nữa nha. Và đây thì sau 1.5 phút mình được thêm một cái bánh tráng nữa và ngon như thế này. Và sau khi mình nấu gà được 20 phút nữa, tổng thời gian mình nấu được 40 phút đó. Cái sườn cũng như là cái thịt gà nó mềm rồi. Bây giờ mình kiểm tra để mình biết xem nó mềm chưa. Và mình nêm luôn cho cái này nha. Thời gian nấu thì mình khuyên án chừng, bởi vì là tùy theo con gà hoặc là cái heo nó già thì nó lâu chín hơn đó. Mình sẽ nêm thêm vào đây 2 muỗng canh nước mắm. Mình nêm thêm cho nó đậm đà đó. Người miền Trung ăn món này nó đậm đà lắm. Bởi vì là cái món này thì mình cho vào thẳng vào mì luôn. Và ăn ở một cái dạng sệt sệt. Do đó mình nêm hơi đậm đà một chút. Nó gần như là kho lạc vậy đó. Mình cho thêm một muỗng canh hạt nêm. Và nếu như mà nhà mình có ăn bột ngọt thì mình sẽ cho 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Không ăn thì mình không cho. Và một muỗng canh đường. Bây giờ mình có thể nếm lại tùy theo khẩu vị của gia đình mình nha. Mình sẽ mở lửa nhỏ hạ xuống. Mình vớt bớt cái mỡ này mình bỏ ra nha. Bởi vì cái mỡ gà ăn hoàn toàn không có tốt cho sức khỏe. Do đó mình khuyên bớt bỏ bớt cái mỡ này ra. Rất là nhiều mỡ phía bên trên. Nếu như mà mình thích thì mình có thể để. Nhưng mà mình khuyên thường vẫn hay bớt cái mỡ này đi. Nhiều ơi là nhiều luôn. Nó khoảng chắc nó khoảng 100ml cái mỡ luôn đó. Và bây giờ gà nó đã chín rồi. Nó chín vừa ăn như thế này. Màu đẹp ơi là đẹp luôn. Mình có thể nếm xem nó có vừa khẩu vị của gia đình mình không nha. Và mình sẽ cho toàn bộ cái tôm vô.
Tôm lúc này mình cho vô sau cùng, bởi vì là tôm nó nhâm chín. Để cho cái màu này nó càng đẹp hơn nữa thì mình có thể cho vào đây màu dầu màu điều. Rồi bây giờ cho một muỗng canh dầu màu điều vô. Khi mình cho dầu màu điều vô thì mình tắt bếp liền, bởi vì nếu như mình nấu lâu quá thì nó lại chuyển thành màu vàng, không còn cái màu đỏ đẹp nữa. Rồi bây giờ mình đã xong cái nồi mì Quảng của mình rồi. Để lửa nhỏ nhỏ thôi cho cái này nó nóng, do cái món này mình không có chan nhiều nước, do đó mình cần phải nấu cái mì cho nó thật là nóng. Trước tiên là mình sẽ đi trộn mì. Quay qua bên đây để dễ nhìn thấy nha. Mình khuyên sẽ cho vào đây một chút xíu cái bắp cải. Tùy thích mình có thể cho nhiều hoặc là ít bắp cải nha. Cái này mình có thể ăn cùng với lại cái rau cải xanh nhỏ, rất là ngon. Tiếp theo là mình sẽ cho giá. Rồi mình sẽ cho cái húng lủi mình để qua một bên. Món ăn này mình khuyên thấy cũng ăn được với rau giúp cá luôn nữa đó, rất ngon. Và quay lên để mình múc cái này ra nha. Do cái món ăn này không có nhiều nước, do đó mình múc vừa phải nước thôi nha. Cho tôm luôn nè. Tôm bây giờ nó có màu đỏ rất ngon. Rồi múc cà, rồi múc cả cái đầu hành vô luôn. Chỉ cần xăm xắp thôi. Cho thêm một cái ớt cho nó hấp dẫn, mặc dù mình không ăn cay được. À, nó chỉ xăm xắp như thế này nè. Khi mình nghiêng qua mình thấy nó xăm xắp là đủ. Tiếp theo mình sẽ cho một chút xíu hành lên. À, bây giờ thì xong rồi đó. Mình sẽ cho thêm một cái bánh tráng vô nữa là xong. Cho đậu phộng rang lên. Và mình sẽ cho cái bánh tráng phồng như thế này. Và bây giờ thì mình khuyên đã xong mì Quảng. Nếu như anh chị em và các bạn nhìn thấy thích mì này thì mình có thể vào bếp và cùng làm nha. Mình khuyên chúc cho anh chị em và các bạn làm ra ngon và ăn ngon. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Đây là mì Quảng của mình nè, ngon ghê chưa. Mình sẽ múc sườn, múc gà, múc tôm và cho vô hết đầy đủ. Ngon ơi là ngon luôn. Cho gà lên luôn nè. Mình cho thêm một cái củ hành, gốc hành trắng nè. À, bây giờ thì mình khuyên đã xong rồi. Đây là tô mì Quảng của mình. Mình sẽ cho đậu phộng lên trên. Và mình sẽ cho bánh đa hay là bánh mè đó, bánh tráng mè, cho lên trên.